Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Tuần này thì Linh trở lại với các bạn bằng một vài đánh giá nhanh về mẫu laptop vừa mới về hàng tại cửa hàng của Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì mình nghĩ là đối với chúng ta, ai mà chúng ta muốn chọn cho mình một mẫu laptop ưng ý thì chúng ta sẽ xem xét rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là hiệu năng của máy này, rồi thiết kế, giá cả của máy có phù hợp với túi tiền của mình hay không. Vậy thì hôm nay nếu như các bạn mà chúng ta đang tìm một chiếc laptop có kích thước hơi lớn một chút, với độ rộng màn hình 15.6 inch và có hỗ trợ thêm bàn phím số để cho chúng ta thuận tiện làm việc này, nhập số liệu chẳng hạn, thì các bạn đừng bỏ qua clip này của Linh. Tại vì mẫu laptop mà hôm nay mới về hàng tại cửa hàng của Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời đó là mẫu HP ProBook 650G1. Đây là một mẫu laptop thuộc dòng doanh nhân của HP. Tuy nhiên là nếu mà so sánh với dòng e-linebook cao cấp hơn thì nó không bằng, nhưng mà nó cũng sở hữu những ưu điểm riêng. Vậy thì không biết là những ưu điểm đó là những ưu điểm gì và nó có thực sự là đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua hay không, thì bây giờ chúng ta cùng Linh đi tìm hiểu nó nhé. Và mẫu HP ProBook 650G1 có cân nặng là khoảng 2,3 kg với độ dày là 21 mm. Nếu mà chúng ta so sánh với mẫu HP EliteBook 850G1 của HP thì nó không có mỏng nhẹ bằng, tại vì mẫu đó thì chỉ sở hữu cân nặng là 1,8 kg thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lại xét lại đó là đối với những mẫu mà 15.6 inch thì mẫu HP 650G1 này thì cũng khá là mỏng nhẹ rồi, rất là thuận tiện để cho chúng ta di chuyển. Nếu nói về thiết kế thì Linh thấy mẫu HP 650G1 này thì nó khá là giống với mẫu tiền nhiệm của nó, đó là HP ProBook 640G1. Tại vì vỏ máy chủ yếu là được kết hợp hài hòa giữa hai chất liệu là nhựa và kim loại, với hai màu đen và màu bạc là chủ đạo. Và với kết cấu này thì sẽ giúp cho người dùng hạn chế được va đập này, đồng thời là mang lại cái sự chắc chắn và bền bỉ cho mẫu HP ProBook 650G1 này. Phía trên mặt A của máy thì được làm bằng hợp kim, và bề mặt của nó thì được phủ một lớp nhung màu đen sẽ hạn chế được bám vân tay. Phía giữa thì cũng vẫn là hình dáng của logo HP rất là quen thuộc trên những mẫu máy trước đó mà chúng ta đã từng thấy qua rồi. Còn đối với phía mặt C thì các bạn thấy là hoàn toàn là bằng kim loại. Đây là một điểm rất là khác biệt so với những mẫu máy của hãng Dell chẳng hạn. Và phía trên mặt C thì chúng ta thấy là hãng HP trang bị cho nó một dải loa ngay bên trên này sẽ tạo cho cái âm thanh rất là chân thực và sống động. Ngoài ra thì hãng cũng bố trí thêm ví dụ như là nút nguồn này, nút bật tắt wifi hoặc là nút tắt âm lượng. Còn về đường nét thiết kế thì mẫu HP ProBook 650G1 này sở hữu những đường nét mềm mại, cong bo tròn. Và với cái kiểu dáng thiết kế này thì sẽ giúp cho người dùng chúng ta dễ dàng có thể bỏ lọt vào trong ba lô và khi chúng ta di chuyển. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá một chút về bàn phím và touchpad của mẫu HP ProBook 650G1 này. Thì đối với bàn phím thì chúng ta thấy là nó có diện tích khá là lớn. Các phím thì được bố trí cũng rất là hợp lý, khi mà chúng ta thao tác cũng cực kỳ là dễ dàng. Linh nghĩ là khi các bạn làm việc lâu ở trên máy thì cũng rất là thoải mái. Ngoài ra thì hãng còn trang bị thêm bàn phím số sẽ giúp cho các bạn nhập số liệu chưa bao giờ dễ dàng hơn như thế. Touchpad của máy cũng có diện tích rộng và được lệch hẳn về phía bên trái. Thông thường thì đối với những mẫu máy kia thì Linh thấy là touchpad hãng HP bố trí vị trí khá là gần giữa, nhưng mà đối với mẫu máy này thì nó lệch về phía bên trái. Ngoài ra thì đối với mặt C, các bạn thấy là nó còn được trang bị thêm khe bảo mật vân tay, rất là thuận tiện cho người dùng. Thêm một ưu điểm trên mẫu máy HP ProBook 650G1 đó là về khả năng kết nối của nó. Linh thấy nó được trang bị rất là đầy đủ các cổng kết nối. Đầu tiên thì phía bên cạnh phải các bạn có thể nhìn thấy ở đây là một sách nguồn, cổng kết nối mạng LAN, 3 cổng USB này, ổ đĩa DVD, khe cắm thẻ nhớ SC này, SD, rất là đầy đủ luôn. Còn phía bên cạnh phải thì các bạn quan sát chúng ta có thể nhận biết được đây là sắc cắm tai nghe này, 2 cổng USB, 1 cổng HDMI, 1 cổng VGA và khe khóa Kensington. Có thêm một cổng nữa ở phía cạnh sau của máy, đó là cổng Series 9 hay còn gọi là cổng COM. Thì ở trên những cái mẫu máy mà thuộc dòng EliteBook thì được HP lược giảm đi khá là nhiều. Nên là đối với mẫu HP ProBook này á,
tuy là nó dày hơn nhưng mà cổng kết nối của nó nhiều hơn, thì những ai mà chúng ta có nhu cầu xài nhiều về cổng kết nối thì chúng ta có thể lưu ý đến mẫu máy này. Và ưu điểm của mẫu máy này chính là nó đang sở hữu một màn hình chống chói với độ rộng 15.6 inch. Thì hiện tại mẫu máy HP RoBook 650G1 mới về hàng tại Nhân Laptop và Hình Trọn Đời có hai option màn hình luôn, đó là màn hình HD và màn hình Full HD. Dĩ nhiên là màn hình có độ phân giải Full HD thì sẽ sắc nét và mang lại những hình ảnh đẹp hơn cho các bạn. Nhưng mà Linh nghĩ là đối với màn hình 15.6 inch thì độ phân giải HD thôi cũng đã đủ cho các bạn dùng thoải mái rồi. Mẫu HP RoBook 650G1 đang sở hữu một cấu hình đó là Core i5-4300M với xung nhịp là 2.6GHz và RAM là 4GB, bộ nhớ SSD 128GB. Thì Linh thấy là với xung nhịp là 2.6GHz, tại vì nó sở hữu chip M sẽ cao hơn rất là nhiều so với những máy mà chúng ta đang chạy chip U. Thì chip U thì tốc độ CPU sẽ thấp hơn. Với cái cấu hình như vậy thì mẫu HP RoBook 650G1 này dư sức đáp ứng cho các bạn những cái nhu cầu mà chúng ta làm việc hàng ngày này, hoặc là giải trí này, cả thậm chí là chúng ta có thể mở nhiều tab này, chúng ta thực hiện nhiều cái tác vụ mà chúng ta sẽ không có gặp phải trở ngại gì hết. Và chúng ta phải kể thêm nữa đó là nó đang sở hữu card đồ họa Intel HD Graphics 4600. Thì với card đồ họa này sẽ hỗ trợ rất là tốt cho những khách hàng mà chúng ta đang xài những phần mềm 2D, ví dụ như là Photoshop này, Lightroom hoặc là AI. Còn các bạn lỡ có mê những cái game như là Liên Minh Liên Quân hoặc là Đột Kích thì chúng ta cũng có thể chiến thoải mái ạ. Và rất nhiều khách hàng chúng ta băn khoăn là liệu mẫu HP RoBook 650G1 này về khả năng nâng cấp của nó thì có được như những mẫu laptop khác hay không. Thì Linh cũng chia sẻ một chút ít là mẫu HP RoBook 650G1 này có thể nâng cấp RAM tối đa lên 16GB, và hiện tại nó đang sở hữu một cái ổ DVD. Chính vì thế nên các bạn có thể tháo ra và gắn thêm một ổ cứng nữa là máy có thể chạy song song một lúc hai ổ cứng. Vậy là sau những đánh giá của Linh thì Linh nghĩ là các bạn đã hiểu tại sao mà mẫu HP RoBook 650G1 lại được giới văn phòng ưa chuộng đến như thế. Hiện tại thì tại Nhân Laptop có đầy đủ hai option màn hình luôn, đó là HD và Full HD. Thì với cấu hình là Core i5-4300M, RAM 4GB và SSD 128GB, màn hình là HD, thì giá bán tại Nhân Laptop và Hình Trọn Đời mới về luôn, đó là 6.700.000 đồng. Còn đối với những khách hàng mà chúng ta muốn option màn Full HD thì chúng ta chỉ việc cộng thêm 300.000 nữa là chúng ta có thể sở hữu một chiếc máy với màn hình rất là đẹp. Còn những điều mà Linh chia sẻ có đúng hay không thì Linh nghĩ là các bạn nên tới trực tiếp cửa hàng tại Nhân Laptop và Hình Trọn Đời, số 746 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, để chúng ta có thể test thử mẫu máy vừa mới về hàng nóng hổi này. Còn bây giờ thì Linh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip vào tuần sau nhé.